Một lúc sau, Azel sợ xanh mắt mèo khi chứng kiến cảnh Ronan giết đám thợ săn kia. Anh đã nói cho Azel chuẩn bị sẵn tinh thần trước đi để chứng kiến mấy cảnh như thế rồi. Nhưng cô ấy vẫn không chịu được khi chứng kiến nó trước mắt. Cô lại cảm thấy Ronan làm như thế có hơi quá với cái lũ kia. Cô vẫn không tin mọi chuyện trước mặt đều do đám Cariboro kia làm ra. Cảnh tượng trước mắt là vô số sinh vật của khu rừng đã bị chúng giết hại. Máu chảy thành sông luôn á trời. Ronan đã nói với Azel là để bọn này sống đúng là một tội ác mà. Lũ vô nhân tính này thì không nên để đường sống cho bọn nó làm gì cả. Như tôi cũng cẩu đầu chảm hết. Bọn chúng đều là những kẻ truy nã nên giết bọn chúng cũng không liên lụy gì đến hai người bọn họ cả. Dù sao thì, nếu mà để giáo sư Varen thấy được cảnh như này, chắc chắn ông ấy sẽ cảm thấy rất buồn đó. Ronan gọi Azel đi về. Thì đột nhiên quả trứng ở bên trong túi của Ronan rung lắc liên tội. Ronan không biết là có chuyện gì với nó nữa. Anh đang cho tay móc quả trứng ra xem thì Azel sững người lại gọi cậu ấy. Cô run rẩy chỉ lên bên trên. Ronan bất giác nhìn theo chỗ mà Azel chỉ đến. Cậu ấy cô cùng hoảng hốt vì cảnh tượng trước mặt là những giọt máu của đám sinh vật lũ Cariboro giết lúc nãy đang bay lên trên và tích tụ thành một thứ gì đó rất lớn. Đến cả cậu ấy cũng chưa chứng kiến cảnh này trước đây. Ronan đứng lên trước mặt Azel để bảo vệ cho cô ấy. Azel lại xanh mắt mèo phát nữa. Ronan không biết thứ này là cái gì cả. Đột nhiên quả trứng lại bay lên trước mặt cậu ấy. Nó tỏa ra sức mạnh chói mắt. Nó vậy mà lại đang hấp thụ đống máu ở trước mặt hai người bọn họ. Hai người ngây ngốc không hiểu là chuyện gì xảy ra nữa. Nhưng Ronan lại nở nụ cười, hình như cậu ấy đã phát hiện ra điều gì đó hay rồi. Cậu đoán dù bên trong quả trứng này có là thứ gì đi nữa thì thứ đó chắc chắn không phải thứ gì tầm thường cả. Sau một lúc, cuối cùng quả trứng cũng hấp thụ đến giọt máu cuối cùng. Hai người Ronan và Azel đứng trước quả trứng mà không phát hiện có thay đổi gì cả. Vừa nói xong khỏi mồm thì quả trứng nứt ra. Hai người vui vẻ khi thấy quả trứng sắp nở ra rồi. Ronan vui sướng vì cuối cùng anh cũng có thể xem bên trong nó là thứ gì có đáng giá hay không. Đang cười ngoác mồm ra thì từ trong quả trứng có thứ gì đó bay vút vào trong mặt của cậu ấy. Ronan tức tối không biết là cái mẹ gì bay vào mặt cậu làm chảy cả máu mũi luôn. Một sinh vật có bốn cánh màu đen và đôi mắt đỏ đang bay ở trước mặt của hai người bọn họ. Không biết có phải mộng điểu không nhỉ? Ronan nhìn thế nào đi nữa cũng cảm thấy nó không giống chim chút nào cả. Azel còn cảm thấy nó giống như con rồng nữa. Ronan hình như cũng nghĩ như cô ấy. Nó giống như những gì mà Azel đã thấy ở trong sách trước đây cô đã xem qua vậy. Anh không biết mộng điểu xanh kia hấp thu mana ở chỗ méo nào mà có thể nở ra được cái giống như này nữa. Nhưng mà nó trông cũng cute vài đái. Nhưng Ronan vẫn tức giận vì lúc nãy nó đã đâm dầm vào mặt anh ấy cái đau vãi trưởng ra, giờ nó vãn còn đang còn đau nữa. Nó tỏ ra vẻ mặt vô tội à. Đột nhiên nó dùng ma pháp chữa trị cho Ronan, vết thương của anh ấy lập tức biến mất. Làm anh đứng con mẹ nó hình luôn. Ronan cũng nhận ra vết thương đã biến mất rồi. Azel rất vui mừng khi thấy đứa nhóc này có thể dùng ma pháp nữa. Azel cảm thấy nó rất thích Ronan rồi. Ronan thấy nó sở hữu nhiều năng lực hơn là cậu ấy tưởng tượng nữa. Azel muốn Ronan đặt tên cho nó vì không thể gọi nó là mộng điểu được. Cậu không biết là nên đặt tên cho nó là gì cho hay được. Nó đột nhiên cảm nhận được thứ gì đó. Gương mặt trở nên dữ tợn. Nó bay vút đi chỗ khác. Azel không biết tại sao nó lại đột nhiên trở nên như thế. Ronan cũng đoán được là nó đã cảm nhận được sự hiện diện của tên kia rồi. Chắc là do Azel yếu vãi đái nên không cảm nhận được tên đó. Có một tên đang hốt hoảng chạy bán mạng. Chính là người của phân bộ Dermir. Người truyền tin Banru. Hắn không biết chuyện quái gì đã xảy ra với đám đồng đội của hắn. Hắn vừa mới chạy đi truyền tin thôi mà khi quay lại thì trước mặt hắn toàn là xác của đồng đội hắn mà thôi. Hắn còn chứng kiến cả cảnh khi chim đen hút hết cả đống máu nữa. Hắn không biết chuyện gì đang diễn ra nữa. Thì đằng sau chim đen đã đuổi đến ngay đằng sau hắn rồi. Tên ngốc này vậy mà còn vấp phải cái rễ cây mà ngã ra nữa. Chim đen thế mà có thể hút máu từ trên người hắn. Hắn kêu cứu trong vô vọng. Ronan tiến đến kêu chim đen dừng chuyện đó lại. Anh cũng nghĩ ra tên cho nó là Sita. Anh không muốn cứ như thể để hắn chết được. Sita là cái tên mã Ronan đã nghĩ sẵn trong đầu rồi đến cả Azel còn không biết. Nó rất nghe lời Ronan, lập tức bay về đậu trên tay cậu ấy. Anh hỏi nó có thích cái tên Sita hay không? Hình như nó cũng cảm thấy rất thích cái tên đó thì phải. Tên ngốc kia hình như cũng đã nhận ra Ronan, hắn không ngờ cậu lại còn là chủ nhân của con quái vật nhỏ trước mắt hắn nữa. Ronan quay sang hỏi hắn có ổn hay không, làm hắn khép nép ngồi ngoan như con cún trả lời cậu. Hắn cảm ơn vì nhờ Ronan mà hắn mới có thể sống. Hắn đột nhiên phát hiện ra tại sao Ronan lại biết tên của hắn cơ chứ. Vừa nói xong thì Ronan vung thanh kiếm kề vào cổ của hắn rồi.
Ronan bảo hắn không cần biết chuyện đó để làm gì cả. Ronan cũng không ngờ lại gặp được hắn ở nơi này nữa. Hắn chính là tên tóc đỏ đã giới thiệu cái mũi tên giết đám orc mà ở kiếp trước. Anh gọi hắn là quý ngài huyết khuyển Kariboro lắm lời. Ronan không ngờ bây giờ thứ hạng của hắn vẫn còn thấp như thế. Bây giờ cậu ấy có chuyện nhờ hắn làm. Về thông tin mà hắn đang có, chuyện này không phải là anh đang nhờ vả hắn đâu. Mặt anh hiện ra nụ cười độc ác à nha. Đến đây hết phần 11 rồi nha. Mọi người cho mình xin một like và đăng ký kênh nha.